Dạ con chào Công Tiền Ngọc ạ. Con chào Công Tiền Ngọc ạ. Trời ơi, cái gì mà chào cô dữ vậy con? Con hãy kêu cô bằng chị để cho cô trẻ một chút để cô lên ghi hình. Trời ơi, đừng kêu cô bằng cô nha. Rồi, em tên gì? Dạ Hoàng Minh ạ. Dạ em năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc ạ. Ok, rồi. Dạ. Đi đó đi, đợi xíu nha Minh. Chị Tường sẽ kết nối lần lượt các bạn còn lại rồi mình trò chuyện luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chàng trai thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Chào em trai thứ hai. Chào chị. Em tên gì cưng? Em tên Khôi chị ơi. Khôi hả? Rồi, xin thưa với quý vị, đó là hai chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Và hai chàng trai này sẽ cùng cạnh tranh một cách công bằng để tiếp cận với một nhân vật nữ quan trọng. Xin mời quý vị hãy xem một đoạn clip giới thiệu về nhân vật chính của buổi ghi hình ngày hôm nay bằng một cái video đã được quay giấu mặt bằng ứng dụng vô cùng dễ thương Viberlens. Xin mời. Chào mọi người, hôm nay mình mời mọi người vào vườn của mình chơi nha. Quê của mình ở An Giang, ở đây nổi tiếng là vùng thất sơn bảy núi, có thốt nước nè, có các loại mắm rất là ngon, và ở đây có hoang cảnh rất rất là đẹp. Nói chuyện với mọi người không mà mình quên nói với mọi người là mình đang chuẩn bị vẽ tranh. Đây là lần đầu tiên mình vẽ tranh, mọi người thấy là mình vẽ tranh có đẹp không, có giống như là ở cái vườn đu đủ này không nè. Con gái ở miền Tây á thì nhẹ nhàng, nói chuyện thật thà nữa, rất là dễ thương luôn. Nếu như mà anh nào mà lấy được con gái miền Tây á là có phước lắm đó nha. Trong vườn này á còn có hoa mẫu đơn nữa. Mình lo vẽ tranh cả ngày luôn. Bây giờ đến tối rồi, mình quên mất á là mình còn tưới nước cho cây nè. Rồi hả, mình còn cho mấy đứa cuốn ăn nữa. Thôi, clip của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn mọi người trên Gấp Đôi Thần Tốc Online. Xin chào và hẹn gặp lại, bye. Wow. Gu của em chị ơi. Gu em là gu làm sao? Dạ cái kiểu như là một người con gái miền Tây, cái kiểu như là thước tha dịu dàng mà lại thích vẽ tranh mà yêu động vật, nó thực sự là gu của em luôn. Gu đầy đủ luôn vậy đó hả? Miền Tây rồi còn đời rồi thích vẽ tranh, thích yêu động vật vô hết luôn. Wow, vậy bữa nay mình cố gắng lên nha, hy vọng là cái một cái nhân duyên, một cái gì may mắn sẽ đến với em ha. À, rồi còn chàng trai bên đây. Cảm giác của em thì chưa phải gu lắm. Bạn có vẻ hơi nữ tính, hơi dịu dàng quá so với em. Ủa tao nói yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu, vậy là em không có thích yểu điệu, em thích nó hơi mạnh mẽ manly chút xíu hả em, hay sao em? Hơi cá tính một chút. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chào đón nhân vật nữ chính ngày hôm nay để xem cô ấy là ai nha. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ mới có mình Cát Tường thấy mặt cô ấy thôi, còn hai chàng trai kia là chưa có được thấy đâu. Hello, xin chào em gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường, chị khỏe không? Khỏe, chị khỏe. Trời, hết dịch chị em mình gặp nhau vậy là vui quá rồi hả cưng ha? Dạ. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu một chút xíu về bản thân mình nè, để cho hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay lắng nghe. Xin chào mọi người, mình tên là Oxy, hiện tại thì mình đang làm DJ chơi nhạc ở các club và các kênh quốc gia ở Sài Gòn. Chị thông báo với em là không phải giống như em nói lúc nãy đâu nha. Cô ấy rất là ấn tượng, rất là cá tính luôn. À, bây giờ chị quay lại với bạn Minh nha. Minh giới thiệu một chút xíu lại, bây giờ mới có bạn gái vô rồi nè. Dạ, em xin kính chào chương trình Ghép Đôi Thằng Tóc. Chào chị Tường, em tên là Hoàng Minh, năm nay em 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc. Em sang Hàn thì được 11 năm rồi ạ. Và hiện tại công việc của em là thông dịch viên và là một đang hoạt động tại một công ty sản xuất xe ô tô ạ. Là rồi trong 11 năm rồi, chắc là mình cũng về Việt Nam nhiều lần đúng không Minh? Dạ, em về Việt Nam chơi được khoảng 3 năm làm về một lần ạ. Rồi ngoài cái công việc là mình làm thông dịch viên rồi làm trong công ty thì mình còn cái gì công việc riêng của mình không? Một TikToker ạ. Dạ em được 1 triệu 2 follow ạ. 1 triệu 2 follow? Trời ơi là trời, biết chừng nào Cát Tường mới được cái con số follow đó. Em làm gì trên TikTok mà ghê vậy? Tóc em chỉ ăn thôi ạ. Trái xào trứng là đơn giản và ngon nhất luôn. Bữa nay ăn mâm cơm dân dã miền Đông Nam Bộ nghe. À xa mời mọi người dùng chúng để Quỳnh Đông lẩu pha kem phi mặn lỏi nghe. À không, cút lẩu, min mặn mồi, không tâm móc lẩu. Nói chung là hàng lẩu pha ke là tôi hết. Trên TikTok chỉ ăn thôi đó hả? Mà 1 triệu lượt hai người theo dõi. Dạ. Sao tôi ăn hoài tôi không thấy được, chỉ chân thấy mập cái thay thôi hả? Ủa như vậy là em nấu ăn ngon lắm hả Minh? Mẹ em là một đầu bếp á, cho nên là em học được từ mẹ em, cho nên em nấu được khá nhiều món. Với lại mình đi sống xa nhà từ nhỏ chị, cho nên là bắt buộc mình phải biết nấu. Ủa vậy rồi mình có khuyết điểm gì không em? Chứ nãy giờ chị nghe em toàn điểm mạnh không vậy?
Dạ, mặt hạn chế của em là có quá nhiều điểm mạnh đó, Dạ, em đùa thôi chứ thực ra thì điểm mạnh, điểm yếu của em là em hay dễ cảm xúc lắm, em hay xúc động lắm, dễ bị tác động bởi cảm xúc, bởi trước một cái sự việc nào đó. Cảm ơn Cương nha, một chút xíu nữa mình sẽ khai thác tiếp. Bây giờ đi qua anh Khôi nè. Rồi bây giờ tới mình giới thiệu nè, công việc của Khôi hiện tại là làm gì Khôi ơi? Hiện tại thì công việc chính của em đang là huấn luyện viên thể hình á. Thì em chủ yếu thì hiện tại em dạy khách là ở các chung cư cao cấp ở Sài Gòn. Như vậy là mình tới nhà của khách mình dạy cho khách hả Cương? Dạ đúng rồi, hiện tại thì em đang tới nhà. Thì thường là những cái chung cư thì nó hay có những cái phòng riêng của chung cư á. Em còn một vài công việc khác liên quan tới bên bất động sản nữa. Rồi là quê của mình là ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn luôn chị. Thì lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Tập thể thao, đi chạy thể thao rồi dẫn chó đi dạo rồi kia. Có dẫn chó đi dạo nữa? Dạ, có vẻ hơi trùng khớp nha. Có những cái điểm nào mình còn hạn chế không Khôi? Con người em thì ngược lại với bạn hồi nãy. Em thì lại theo hướng và lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Cũng có cảm xúc nhưng mà đa số em sẽ đưa ra những quyết định dựa trên cái suy nghĩ, cái cân nhắc kỹ càng hơn chút. Biết này là điểm yếu và điểm mạnh, nhưng mà em nghĩ là đối với có thể là điểm yếu của một số người. Rồi, bây giờ quay lại với nhân vật chính của mình nè. Oxy ơi, bây giờ em nói một chút những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh của em á thì em là một người có thể làm được rất là nhiều việc. Vì em cũng làm được. Em có học thiết kế 2D, 3D, rồi công nghệ, rồi em quay phim được. Rồi nói chung em lên kịch bản, em họ làm diễn viên được. Em rap được. Nhưng mà điểm yếu của em là khi em yêu ai thì em lại bị lụy tình cảm vào người đó nhiều quá. Có cái vụ yêu ai lụy nữa hả? Trời ơi. Dạ, rồi cái tim ông hoài vậy ông Minh? Ông làm gì ông sợ tim rất là ngoài hay gì vậy? Cái hai đó là biểu là gia đình của em. Nhiều khi em làm cái gì thì em luôn suy nghĩ là gia đình em, là coi gia đình em có những việc em làm có buồn hay là không. Nếu mà họ buồn thì em không có làm những điều đó nữa. Bây giờ hỏi tình trường sao nè? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất đó là 3 năm. Mối tình thứ hai cũng 3 năm. Mối tình cuối cùng là 6 năm. Mối tình thứ hai chị là mối tình đó là khiến em giống như là em quần quại luôn. Chị chết lên chết xuống té ruộng rồi đứng dậy em té. Mối tình đó sao, kể sơ bộ chị nghe coi, gì mà quằn quại dữ vậy? Sau một thời gian lúc mà ba em mất á thì em mới phát hiện ra cái người đó lại có bạn gái mà giấu em. Mà quen 3 năm luôn. Dạ. Phát hiện hả? 2 năm rồi em phát hiện, nhưng mà em vẫn tha thứ. Tha thứ rồi thì người đó vẫn tiếp tục cũng hết ghen người này thì quen lại người khác. Cuối cùng á thì cái anh này kiểu như là anh ghen quá nên em không thể nào chấp nhận được. Giống là em đi biểu diễn, em chụp hình với lại những bạn fan á, thì cái anh này không đồng ý. Xong ảnh về nhà ảnh tự làm ảnh tổn thương, ảnh tự đánh ảnh vô trong cánh cửa rồi đánh vô tường rồi tay chảy máu, nên là làm em rất là sợ. Sợ quá. Nên là thôi em chấm dứt mối tình đó luôn, mối tình đó là em nhớ nhất á. À cảm ơn em. Rồi bây giờ em thì có mấy mối tình rồi Minh? Dạ em thì đã trải qua 2 mối tình rồi. Cái mối tình mà để mà em ấn tượng nhất là mối tình cách đây khoảng 5 năm về trước, là kéo dài được khoảng 3 năm. Hai đứa em cũng quen nhau ở bên Hàn Quốc, nhưng mà đến một ngày nào đó thì bạn đó bắt buộc phải đi về Việt Nam. Chuyện gì đến cũng đến thôi. Xa mặt thì cách lòng mà. Người ta đâu có đợi mình được hoài, mà người ta cũng phải còn nhiều thứ người ta phải làm. Cho nên là nhiều cám dỗ nữa. Người ta đang đuổi đôi mươi mà. Ở bên nhau 3 năm trời nhưng mà bạn ấy về Việt Nam mới có được khoảng 1-2 tháng mà bắt đầu chia tay. Thì em nghĩ là cái ngày tháng mình ở bên nhau nó quá dài. Nhưng mà cái ngày bạn ấy về Việt Nam chỉ có 1-2 tháng mà đã chia tay. Đối với em là trong vòng 5-6 năm nay là em không còn bất cứ một cái tin tưởng cho phụ nữ nữa. Cho nên là em không quen ai nữa. Cảm ơn Minh, nhưng mà đừng có hận phụ nữ nha. Đừng có phải mở lòng ra, đừng có đóng cửa không ai vô được đâu. Mình đóng cửa là mình thiệt thòi chứ không ai hết trơn á. Rồi, giờ quay lại Khôi nha. Khôi ơi, Khôi là bao nhiêu mối tình? Dạ, em thì trải qua đâu đó khoảng 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là lúc em 17-18 tuổi. Kiểu em là một cái người dạng như hướng ngoại á. Xong rồi em gặp một cái bạn hướng nội, cái em lại thích. Khoảng 2 năm thì bắt đầu lên môi trường đại học thì bắt đầu là hai đứa có những cái mối tình giãn cách. Rồi sau đó thì tới mối quan hệ thứ hai, cũng trải qua nhiều các kỷ niệm. Rồi nói chung là hai đứa sống chung với nhau một thời gian. Thì sống chung thì cái những cái điểm mà mình không phù hợp với nhau đâu, rồi qua năm tháng thì nó lộ ra. À, mối cuối cùng thì em mới quen thời gian cũng gần đây thôi, trước dịch. Bạn này thì là một bạn, nếu như mà để em nói là để làm vợ thì em sẽ chọn bạn này. Nhưng mà đại đa số là lúc đó tụi em nó hơi mập mờ tí xíu, nó cũng không hẳn là công khai, nên là có lẽ là vì một thời gian quá dài mà bạn nó không có cái danh phận. Lỗi của em đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì chị hỏi Oxy một chút xíu, mẫu người lý tưởng em muốn lấy là như thế nào?
mẫu người lý tưởng của em thì em thích chàng trai nào trên 30 tuổi chút xíu, có công việc ổn định nè, rồi nói chung là phải hiểu chuyện và biết chiều bạn gái một chút xíu, với lại là luôn tính về tương lai. Em ngoại hình bên ngoài cao hơn em chút xíu là được rồi, nói chung là em cũng không quan trọng là đẹp trai hay là xấu trai hay là quá lùn hay là quá cao nữa. Em là một người tiếp người rất là lãng mạn luôn, nói chung là người nào mà không lãng mạn để với em cũng hơi khó, tại vì em là kiểu con gái nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ vậy thôi nhưng mà bên trong nó kiểu là nhõng nhẽo, rồi thích kiểu như là bạn trai lúc nào cũng quấn quýt với mình hết á. Ồ rồi ok, biết cái gu của em rồi nha. Khôi ơi, mẫu người bạn gái của em là như thế nào Khôi? Đầu tiên là phải hiểu chuyện, chia sẻ, còn lại mọi thứ em lo. Ghê, còn lại mọi thứ em lo. Quay tại vì cái nghề của em là nghề làm về sắc đẹp á, nên là đâm ra là em cũng có một số tiêu chuẩn nhất định về ngoại hình. À, rồi Minh ơi, Minh thì thích một mẫu người phụ nữ như thế nào Minh ha? Dạ, tính em thì kiểu như là cũng hơi trẻ con á, cho nên là em thích một người nào đó dạng như là chững chạc tí xíu, đặng mà dằn em lại, chứ mà hai đứa trẻ con hết thì về nhà sợ quậy banh nhà. Vui mà. Em không quan trọng gì thích nhiều, thấp hơn đứa em xíu thôi là được rồi. Nói chung là cao mét mấy? em cao có 1m69 à. À phải không? Có cái điều gì ở người bạn nữ mà em không thích? Đừng có cọc cằn quá, như là cọc cằn quá, mình sổ sàng quá, hay là mình không có làm chủ được cái lời nói bản thân của mình á, là mình không đúng. Em thấy mình có tật xấu gì không? Em tật xấu của em là kiểu như là em hay nóng tính lắm. Bây giờ em càng một người đó đừng có nóng tính nữa. Người ta nóng tính. Mình nóng tính theo hết rồi nó cháy nhà hả trời. Em đang nóng tính nha, em có cô vợ mà cũng nóng hơn em nữa. Em mới vừa hé hé nóng lên, cô giật cái em sợ quá em tắt luôn, cái tự nhiên em bỏ được cái tính nóng của mình. Tính của em á, mà em thấy kiểu như mà ai mà kiểu như là không thích điều gì là em luôn càng cứ để làm điều đó để cho người ta là ai bỏ ghét cái chị em là bỏ ghét á. Trời đất ơi. Nhìn bên ngoài thì em luôn vui tươi vậy thôi, nhưng bên trong thì em là người rất là sâu sắc luôn. Thì nghe hai chàng trai nãy giờ thì em cũng cảm nhận là cũng có thích một người. À dạ. Bây giờ hôm nay OC tham gia chương trình là mình có người thân mình ngồi để mà cố vấn cho mình không nè? Có mình em quyết định luôn chị ơi, giờ chọn sai chọn đúng là hả là cũng phải về nhà đó. Mọi người ơi, quý vị khán giả ơi, bây giờ là đến lúc mình phải bình chọn đó. Quý vị hãy tham gia ngay cái mini game nha. Mọi người hãy vào community ghép đôi thần tốc online trên Viber để bình chọn và dự đoán xem chàng trai nào, chàng anh Minh hay là anh Khôi sẽ được OC chọn để vào vòng gặp mặt. Và quý vị nên nhớ nha, giải thưởng lên tới 10 triệu đồng nha quý vị. Rồi, bây giờ OC, bây giờ em muốn hỏi gì hai ảnh đâu, em cứ trò chuyện trực tiếp đi. Em muốn hỏi cái anh mà làm huấn luyện viên gym á. Anh nghe. Dạ anh Khôi ơi, cho em hỏi là sắp tới anh có muốn thay đổi công việc của mình không, hay là anh giữ công việc này từ đây đến lâu dài luôn ạ? Hiện tại bây giờ công việc của anh gym á, hiện tại bây giờ là cái công việc anh đang làm, nhưng mà song song với đó anh cũng có bên các bạn là bất động sản nữa. Thì cái mảng bất động sản đó là cái mảng anh đang muốn để có một cái việc ổn định lâu dài. Còn cái gym thì thực sự nó là cái đam mê của anh, cho nên là thật ra là nếu mà để nói để thay đổi công việc thì anh không sẽ không thay đổi, tức là song song với công việc khác ổn định hơn, ta sẽ có hàng nguồn thu nhập của đồng. Cho em hỏi anh ở bên Hàn Quốc á. Ồ anh đây ổng lanh. Hello chào anh, ổng lanh lắm. Anh không cần lòng tin vào phụ nữ đó hả? Kiểu là không phải là không tin vào phụ nữ, nhưng mà kiểu như là anh không có muốn trái tim của anh tổn thương nữa kiểu vậy đó, nhưng mà anh mong là sau chương trình này thì chắc là trái tim của anh chắc là sẽ mở ra lại. Nhưng mà khi mở ra có quên đóng cửa không? Ai gõ cửa thì gõ ra, mình phải mở ra rồi mình đóng ra liền chứ. Em tưởng mở xong rồi quên đóng luôn là để nhiều người vô là chết. Nhưng luôn. Mà mở ra rồi bắt đầu là nó trào vô là mình đóng không kịp, là không có kiểm tra được, em không được, mình không kiểm soát được. Ủa nhưng mà cho em hỏi là nếu như mà anh có bạn gái ở Việt Nam thì anh sẽ bay về đúng không? Thì tất nhiên là anh sẽ phải sắp xếp công việc để mà về thăm người ta, rồi còn lo định hướng của hai đứa nữa chứ. Nhưng mà cho em hỏi là anh ở Hàn Quốc nhưng mà quê anh ở Việt Nam là ở chỗ nào? Anh ở Tây Ninh nha. Dạ. Em sao em chờ chị thì em cũng hiểu được chút rồi đó chị ơi. Bây giờ xin mời quý vị khán giả cũng như là OC và hai chàng trai của chúng ta sẽ theo dõi hai cái đoạn video clip mà hai nhân vật nam của chúng tôi đã quay lại bằng ứng dụng Viberland. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang là thông dịch viên tiếng Hàn, đồng thời thì mình cũng đang làm tại một công ty sản xuất xe ô tô tại Hàn Quốc. Sở thích của mình thì thích hay đi dạo, ngắm cảnh rồi nghe nhạc như thế này nè. Những lúc có thời gian rảnh á, mình cũng hay đi leo núi lắm, mà leo nửa đoạn là về à, tại mệt á. Nói đùa xíu thôi chứ đi bộ cũng là một bộ môn tập thể dục rất là hữu ích luôn á. Mọi người có biết người con trai hấp dẫn nhất là khi nào không? Là khi vào bếp á, tự tay nấu những cái món ăn thiệt là ngon dành tặng cho những người mình yêu thích nhất để thưởng thức. Cái món ăn mà ngon hay dở á, là cũng tùy thuộc vào cái tình cảm của người nấu dành cho người ăn á. Không biết là người con gái của cuộc đời của anh có muốn thử cái món ăn mà anh làm không nữa ha. Mình
mình rất là yêu quý động vật luôn. Bởi vậy nếu mà gấu tìm hoài không có thì nhất định ở trong nhà phải có một con mèo nha. Dù là hát một bài là hơi bảy tám tông thiệt, nhưng mà mình cũng rất là thích hát luôn. Dễ thương. Trời ơi chị ơi, nó nghe là hình như cái giọng của anh này quen lắm. Nếu có coi clip ảnh hay sao á. Người ta 1.2 triệu lượt người theo dõi lẫn. Rồi đến với clip thứ hai nha quý vị. Hai mọi người, mình là Khôi, hôm nay mình 26 tuổi, hiện mình đang là huấn luyện viên cá nhân tại khu vực Sài Gòn. Thì mục đích chính mình tham gia chương trình là để giao lưu các bạn, phát triển thêm những mối quan hệ trong xã hội. Sở thích của mình chính là thể thao, du lịch, thú cưng, đặc biệt là chó và mèo. Thì rất vui được tham gia chương trình này. Sao cưng? Trời ơi, em thấy gì mà còn toàn là cơ bắp không à. Trời ơi, thấy em phụ nữ chứ em cũng có cơ nữa đó nha. Em giác lúa 150kg đó. Ghê. Minh hát thử một câu chị nghe coi. Minh tự nhiên chị tò mò cái vụ mà hát 7-8 tông của em quá à. Chị không biết hát 7-8 tông là sao luôn á. Hát cho nghe một câu coi. Em hát là tuột view của chương trình nhắn chịu tổn thừa em nha. Câu coi, là coi như đãi chị Tường đi. Xin hát một đoạn nhỏ của bài Việt miền Tây nha. Ơi, hò ơi, anh mời em ghé lại chốn này một lần. Mời em về thăm quê, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca rượu mến đậm đà hương quê. Thôi bây giờ em phải đến là hồi kết rồi cưng ơi, cưng phải lựa chọn đi. Dạ quý vị ơi, quý vị khán giả ơi, cổng thông báo mini game trên Viper Community đã đóng rồi nha. Và bây giờ thì đến lúc nhân vật nữ chính của chúng tôi là cô OC ngày hôm nay phải đưa ra quyết định. Khôi nói một câu đi Khôi, Minh nói một câu đi Minh. Dù em có quyết định như thế nào thì anh cũng tôn trọng quyết định của em. Dạ nói chung thì em cũng biết rồi đó. Mẹ nói rồi, nhà không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi dâu thôi. Thả tính dữ nha. Sao? Nhưng mà em thấy cái đoạn clip mà hai anh quay trên ứng dụng của Viper đó, Viperland, thì em thấy hai cái đoạn clip nó như thế nào? Ấn tượng không? Dạ, dạy tập tạ. Thấy cũng á, em cũng đang cần người dạy tập tạ nè. Tại vì em dạo này em hơi ốm á, cơ cũng teo hết rồi. Thôi bây giờ chọn đi cô ơi. Xin mời OC. Nhâm. Làm như ăn vậy á, nhâm. Em em sẽ chọn anh. Chắc chàng trai nào trên 30 tuổi chút xíu, có công việc ổn định cao hơn chút xíu là được. Đầu tiên là phải kiểu gì chia sẻ, còn lại mọi thứ em lo. Yeah. Em không quan trọng gì rất nhiều, mắt em chỉ em xíu thôi là được rồi. Nếu mà này nói là anh không có việc thì anh không sẽ không thay đổi. Anh không có muốn trái tim của anh tổn thương nữa kiểu vậy đó. Nhưng mà anh mong là sau chương trình này thì chắc là trái tim của anh chắc là sẽ xưa mở ra lại. Chọn anh Minh. Sẽ đi tiếp với em và bạn trong. Rồi xin mời phòng máy cho Tường kết nối cả ba nhân vật. Bây giờ mới chính thức được nhìn thấy mặt nhau. Đọc clip á, thì em có nghe nói là anh xem clip của em thì anh cảm thấy là cái mẫu người phụ nữ ở trong clip thì không phải là mẫu người gu của anh thích. Cho nên là em cũng rất là ngại khi mà mình yêu ai mà không phải gu của mình thì mình sẽ cảm thấy rất là nhanh chán người đó. Cho nên là em đã quyết định chọn anh Minh để vào vòng trong. Thì anh cũng đừng buồn nha. Ok, anh tôn trọng. Ok, chị cảm ơn Khôi rất là nhiều đã tham gia chương trình với Di Tường ngày hôm nay nha. Chúc cho Khôi nhiều sức khỏe nè, phát triển trong cái công việc, trong sự nghiệp của mình. Hẹn gặp lại Khôi nha. Cảm ơn chị. Bye. Quý vị khán giả ơi, mình cũng vẫn hãy tiếp tục theo dõi chương trình để một chút nữa mình còn tiếp tục tham gia mini game nha quý vị. Bởi vì chúng ta sẽ còn dự đoán xem là OC và Minh ngày hôm nay có đồng ý hẹn hò với nhau hay là không nữa. Và có bao nhiêu người sẽ phỏng đoán đúng với cái sự lựa chọn của các bạn nữa nha các bạn nha. Còn rất nhiều phần quà. Bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai em ít phút để trò chuyện riêng trực tiếp với nhau. Minh, làm chủ tình hình được không em? Dạ, ok. Dễ thương quá à. Rồi, mời hai em tự nhiên nói chuyện. Thực ra thì anh đến lúc đầu mà nghe được giới thiệu về cái nghề của em á, thì anh cũng nói chung là cái nghề đó rất là thích luôn. Nhưng mà cũng như là con gái mà mình làm mấy nghề này á, em có bị gọi như là em có bị một cái stress hay là một cái khó khăn gì không? Dạ có chứ, đương nhiên mà ai mà làm trong nghệ thuật thì người nào cũng sẽ có
đều giống nhau hết, luôn gặp thị phi nè, rồi luôn gặp những điều mà người ta đặt chuyện lên để người ta nói những điều không đúng về mình, thì đương nhiên là mình sẽ bị áp lực trong công việc rất là nhiều. Mai mốt mà có mệt mỏi quá thì tìm anh luôn là điểm tựa cho em những lúc buồn. Nhưng mà con gái mà làm mấy cái nghề này á, là thực ra là nghĩ là thức khuya nhiều quá không có tốt cho cơ thể của mình đâu. Tại vì anh á, định hướng của anh á là sau này về Việt Nam á là anh sẽ mở cái nhà hàng Hàn Quốc. Thì không biết là em có về Tây Ninh làm dâu rồi làm một bà chủ của một cửa hàng Hàn Quốc của ta, em có thể nào bỏ cái nghề đó của em để mà về Tây Ninh để mà sống nửa cuộc đời còn lại rồi dung tắp với gia đình hay không? Có nhiều, rất là nhiều anh chị ca sĩ nổi tiếng, rất là nhiều người nổi tiếng, người ta bỏ cái nghề của ta để người ta dung tắp gia đình. Thì anh không biết là nếu như cái ngày đó xảy ra thì anh không biết là em có thể nào rồi sao bữa nay cho mình giống nhà nghiệp chính dữ vậy trời. Thật sự thì cái nghề của em á, ngày xưa em lên Sài Gòn thì lúc đó gia đình em cũng gặp rất là nhiều khó khăn, thì em nhờ cái nghề DJ này thì em mới giúp được gia đình em xây nhà cho ba mẹ em, rồi nói chung là em lo được cho tất cả anh chị em của em, rồi cháu em đi học nữa, rồi em được có cơ hội đi sang nước ngoài, được đi rất là nhiều nước để lưu diễn. Thì bây giờ nếu mà nói bỏ nghề này thì chắc chắn là em sẽ suy nghĩ rất là nhiều, tại vì nó mang lại rất là nhiều cơ hội cho em. Cảm thấy hơi buồn, tại vì mình đã xây dựng bỏ rất là mười mấy năm để đi theo nó. Em nghĩ là lấy chồng thì mình cũng phải theo chồng, nhưng mà mình phải có một công việc riêng nào đó để mình thu nhập, chứ còn mà bây giờ mình bỏ theo chồng cũng làm gì hết, không làm gì ra tiền thì lại bị ăn bám theo chồng á, rồi gia đình em thì không có ai lo hết, cho nên là em cũng hơi ngại về điều đó. Còn bán nhà hàng thì tại vì hiện tại em đang ăn chạy trường á, cho nên là em không muốn sát sanh, với lại là không có muốn làm hại những cái con vật. Quê anh là đảo của Đài, tháng trai 10 ngày nhà anh, người ăn chay trường rất là nhiều luôn. Wow. Anh cũng biết là mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, mỗi cuộc sống khác nhau. Là một trong những cái lỗi mà trước giờ anh đã bị mắc phải, nghĩa là người con gái người ta tuổi người ta đôi mươi, người ta không có đợi được mình. Nhưng mà anh nói thực ra thì anh cứ mãi lo kiếm tiền, anh làm cho cuộc sống của anh nhất ổn định bên đây á. Cho nên là như vậy mới nói dẫn đến chia tay á. Thì nếu như mà được thì thôi, mình cứ tìm hiểu rồi nếu mà ổn á thì mình cưới luôn đi, rồi từ từ cái chuyện kia thì mình tính sao. Tại vì khi mà mình cưới rồi thì họ cũng khó bỏ nhau chứ, đó là hiểu không? cưới nhau trong đêm luôn phải không? Mình chưa cưới á là bắt đầu mình lại suy nghĩ là cái chuyện là mình chưa cưới là thôi bây giờ mình chia tay đi, nhưng mà ở sao quá còn cưới rồi không bỏ nhau được. Nó nghe nè, không mấy hai đứa nói chuyện luôn, chị Tường về nha. Trời ơi, rôm rã hết luôn á. Tôi nghe gì mà tới chuyện đám cưới rồi về quê rồi luôn rồi. Từ từ đi, làm quá em sợ. Bây giờ là lo làm sao mà sắp xếp mà hết dịch ổn định được về Việt Nam thăm em nó một lần. Thế bây giờ là Minh quan niệm như thế nào về cái chuyện kết hôn? Thực ra là nếu mà kết hôn là mình cả một cái vấn đề thật là lớn luôn á. Tại vì mình phải lo cho cả vợ mình rồi cả gia đình của mình. Em mà cứ vợ nha, là em muốn vợ em là em mê mất lắm, em thích vợ em đẻ liền cho em. Em cực kỳ thích luôn á, em cực kỳ thích em bé. Đến tuổi này là thực ra em mà đang em bé ở đâu làm chạy lên bơm chiếu rồi cũng vậy, là con hai em quan trọng đâu. Một đứa chắc được rồi, tại đẻ nhiều quá mình chăm không có nổi á. Ông nó nổi chồng cháu làm gì, ông kia làm gì mà thẳng thốn vậy. Cái điều mà các Tường hối hận nhất đến hiện giờ là chỉ sinh có một đứa con, quá ít. Tại vì em biết không, khi mà bây giờ lúc mình còn trẻ, đôi lúc mình lo công việc, lo sự nghiệp, nhưng mà đến một cái lúc giống như chị bây giờ nè, chị 44 tuổi ha, tự nhiên mọi thứ ổn định hết, công việc ổn định, kinh tế ổn định, mà tự nhiên con có một đứa cái mình thấy nó thiếu vô cùng, nó ít vô cùng luôn. Mình có thể là sựng lại công việc mình một xíu, nhưng mà em biết không, khi bằng tuổi chị tụi em rất là sướng luôn, có chị có em, có anh có em, nó chơi với nhau đồ nó cũng vui hơn là một thân một mình. Cái ý tưởng y chang của em luôn á. Y chang hả? Mình phải đẻ và phải hoàn tệ cũng hai đứa cho anh, cho có chị của em, cho nó bầu bạn, cho nó nói chuyện cũng đỡ buồn, chứ để một mình nó chơi với ai, đi chơi với con nhà sớm đỡ bị quýnh rồi sao, rồi anh em nó ra quýnh phụ chứ. Chưa kể nhiều lúc hai chồng trẻ mình chơi với nhau, bỏ con chơi có mình nó tủi thân. Dạ đúng rồi. Thôi thì cái chuyện này từ từ nói, chứ mọi thứ nó cũng đều là nhân duyên hết á Oxy. Quan trọng là cảm xúc của bạn như thế nào. Cho em một khoảnh khắc cuối cùng, bây giờ em có muốn nói cái gì để thuyết phục Oxy nữa hay không? Chứ chưa thấy cô gái này quá xinh đẹp, dễ thương luôn. Mình cũng không còn trẻ nữa, cũng đến tuổi đã lập gia đình rồi. Thì cái chuyện mà em không muốn đẻ thì cái đó mình tính sau đi. Còn cái chuyện mà hôm nay em có chấp nhận cho anh một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau, để vẽ một bức tranh thiệt là đẹp nha. Hay quá, dễ thương quá. Bây giờ hai bạn đã chuẩn bị giùm cho chị Tường hai cái biểu tượng của chương trình chưa? Các bạn sẽ nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn hãy mạnh dạn hãy đưa cái biểu tượng mà mình chọn lên. Nhớ nha, đồng ý hẹn hò thì đưa chú cúng dễ thương, nếu không đồng ý thì chúng ta đưa cái biểu tượng ngón tay ngược. Đây là cơ hội của các bạn. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2
và 3. Mình cứ tìm hiểu rồi nếu mà ổn thì mình cưới luôn đi, rồi từ từ cái chuyện kia thì mình tính sao. Tại vì khi mà mình cưới rồi mình khó bỏ nhau chứ, đó em hiểu không? Cưới nhau trong đêm luôn phải không? Không gặp những điều mà người ta đặt chuyện lên để người ta nói những điều không đúng như mình thì đương nhiên là mình sẽ bị áp lực trong công việc rất là nhiều. Mai mốt mà có mệt mỏi quá thì tìm anh luôn là điểm tựa cho em những lúc buồn. Xin mời biểu tượng của hai bạn. Bạn với anh Minh của tôi ạ. Tại lúc nãy em nghe anh nói là em phải tạm dừng công việc DJ của em á, thì em cũng rất là buồn. Nhưng mà chắc có thể là anh sẽ bị hiểu lầm một cái gì đó. Tại vì em là DJ biểu diễn mà em chỉ biểu diễn cho các thương hiệu thôi. Em không có biểu diễn nhiều ở trong club mà về khuya 8 giờ, 9 giờ gì đó xong rồi em đã đi về rồi. Chứ không có phải là đi ở trong quán bar rồi xỉn say rồi nói chung là hơi kiểu la cào. Chị đồng cảm với Minh là sao? Có thể Minh là một người đàn ông đã thành đạt, đã trưởng thành. Đây là chị nói theo ý của suy nghĩ của chị. Có thể là Minh đầy đủ điều kiện kinh tế, bạn ấy muốn hướng về gia đình, rồi bạn ấy muốn người vợ không có đỡ cực khổ, không có vất vả ở bên ngoài. Như là con gái người ta sinh ra, cha mẹ người ta sinh ra đã cực khổ lắm rồi, người ta ở với cha mẹ người ta từ nhỏ đến lớn. Em mà muốn cưới người ta về thì em chỉ muốn cho người ta một cái cuộc sống thực sự là hoàn hảo, thực sự là nó phải bền vững. Kiểu như em cực khổ đủ rồi, em xa nhà từ lúc 18 tuổi là em đã bước sang hàng cực khổ, em chịu nhiều rồi, thì em chỉ muốn vợ em hưởng cái hạnh phúc với em thôi, em không giảm cực nữa. Sự là anh cũng rất là cảm ơn Lucy rất là nhiều về cái cuộc gặp gỡ, cuộc nói chuyện của ngày hôm nay. Rồi dù sao thì chị Tường cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã dành thời gian và đã chia sẻ cái câu chuyện của mình trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Hai chị. Hey, ơi, chị Tường có chương trình rất là nhiều ạ. Rồi chúc hai bạn nhiều sức khỏe. Ok. Tiếc quá đúng không quý vị khán giả, mình nghe hai bạn trò chuyện rôm rã, mình tưởng đâu là vô rồi, kèo này ngon rồi. Ai ngờ đâu phút cuối, bởi giờ nói giờ chưa đến đêm 30 cũng chưa phải gọi là Tết nha quý vị nha. Thôi thì thua kèo này bài kèo khác, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần sau nha. Và mọi người nhớ đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc Online với phiên bản Idol. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên MyClip và kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.